Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 95 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 95 như sau. Đoàn Diên Khánh suốt đời nuôi chí phục vị ngôi vua nước Đại Lý. Hôm ấy, lão ta bắt được Đoàn Chính Thuần cùng thê thiếp thuộc hạ đưa đến ngôi nhà gỗ. Trước đó, Đoàn Dự bị ông Túy Nhân Phong đốt mê man, trói nằm dưới sàn nhà. Võ công Đoàn Diên Khánh cao cường hơn hẳn Mộ Dung Phục và Vương Phu Nhân. Lão ta muốn uy hiếp Đoàn Chính Thuần tiếp nhận ngôi vua từ Đoàn Chính Minh, xong phải hứa danh chính ngôn thuận trước bá quan văn võ nhường ngôi lại cho lão. Nào ngờ, Mộ Dung Phục thầm lặng sử dụng chất độc Bi Tô Thanh Phong hạ gục Đoàn Diên Khánh và Vương Phu Nhân. Đến lúc ấy, gã làm chủ đương trường lấy kiếm đe dọa giết các thê thiếp để ép Đoàn Chính Thuần hứa nhường ngôi vua. Sự can cường của Đoàn Chính Thuần làm cho Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Vương Phu Nhân phải chết dưới mũi kiếm của Mộ Dung Phục. Đến lúc gã toan giết Đao Bạch Phượng, bỗng Đoàn Dự bật dậy hút đầu vào bụng Mộ Dung Phục. Sau đó chàng thi triển Lang Ba Vi Bộ vô cùng xảo diệu để tránh né các chiêu kiếm như bão táp mưa sa bủa quanh Mộ Dung Phục. Đoàn Diên Khánh nhãn lực cao minh, khéo nhắc nhở Đoàn Dự mau mau kéo khăn che mặt xuống mới thoát được nguy. Nhưng mắt chàng đã bịt lại quá lâu, vừa kéo khăn che xuống, đôi mắt bỗng chói lòa. Đoàn Dự kinh hãi, bộ pháp rối loạn, mũi kiếm đối phương đâm trúng vào đùi trái, chàng ngã xuống đất quay đơ. Như vậy, tính mạng Đoàn Dự sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Mộ Dung Phục cảm mừng, lại phóng kiếm đâm tới. Đoàn Dự nằm dưới đất, phóng Thiếu Dương kiếm ra phản kích. Tuy chân chàng máu chảy đầm đìa, nhưng kiếm khí lục mạch thần kiếm vẫn tung hoành, đánh cho Mộ Dung Phục tránh tả né hữu, hoảng hốt vô cùng. Ngày trước ở trên núi Thiếu Thất, gã còn chưa địch nổi Đoàn Dự. Bây giờ nhờ nội lực thâm hậu của Cưu Ma Trí dồn vào, nên lục mạch thần kiếm lại càng mãnh liệt phi thường. Mới vài chiêu đã nghe khen một tiếng, trường kiếm của Mộ Dung Phục tuột khỏi tay bay lên cắm vào xà nhà. Lại nghe sột một tiếng nữa, Mộ Dung Phục bị kiếm khí đâm trúng bả vai. Gã biết rằng còn chần chừ là phải chết về tay Đoàn Dự, liền hét lên một tiếng thật to, rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài, chạy như bay như biến. Đoàn Dự từ từ vịn vào ghế đứng lên, cất tiếng gọi: Má má, cha gia có bị thương không vậy? Đoàn phu nhân nói, Màu Màu xé giật áo buộc vết thương lại đã. Hài nhi chẳng hề gì. Chàng lại bên thi thể Dương phu nhân, gỡ lấy bình thuốc trong tay bà đưa cho mẫu thân. Đoàn phu nhân hít mấy hơi giải được thuốc mê, rồi cầm bình thuốc đưa cho Trấn Nam Dương, quay lại băng bó vết thương cho Đoàn Dự. Đoàn Chính Thuần tung mình nhảy lên, đưa tay rút lấy thanh trường kiếm cắm trên xà nhà. Lưỡi kiếm này đã thấm máu tươi của Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo và Dương Phu Nhân, là bốn vị nữ nhân đã từng ước hẹn trăm năm với ông. Đoàn Chính Thuần tuy là người phong lưu lãng mạn, chẳng chuyên tâm yêu mến một ai, nhưng ông đã quyến luyến nữ nhân nào thì vẫn cư xử một lòng thành thực, chỉ hận mình chẳng thể móc tim cắt thịt để trao tặng người yêu. Ông thấy thi thể bốn nữ nhân nằm ngổn ngang dưới đất, đầu Dương phu nhân gối lên chân Tần Hồng Miên, lưng Cam Bảo Bảo đè ngang bụng Nguyễn Tinh Trúc. Bốn nữ nhân này khi còn sống đã lắm phen vì ông mà tương tư sầu khổ, quan lạc thì ít mà đau khổ thì nhiều, cuối cùng lại vì ông mà chết bất đắc kỳ tử. Lúc Nguyễn Tinh Trúc bị Mộ Dung Phục đâm chết, Đoàn Chính Thuần đã quyết chết theo để báo đáp hồng nhan tri kỷ. Bây giờ lại càng không nghĩ ngợi gì nữa. Con trai ông là Đoàn Dự đã trưởng thành lại tài kim văn võ, nước Đại Lý chẳng lo thiếu vị minh quân. Ông chẳng còn phải lo lắng gì. Ông quay lại nói với Đoàn phu nhân: Phu nhân, ta thật là có lỗi với nàng. Ta xem những nữ nhân này cũng như nàng, mà đem lòng yêu thương tất cả. Ta yêu họ cũng thành thật như đã yêu nàng. Đoàn phu nhân la lên: Thuần ca, chàng đừng. Rồi bà nhảy sổ tới chỗ Đoàn Chính Thuần.
Vừa rồi Đoàn Dự nóng lòng cứu mẫu thân, đem hết tâm trí vào việc tranh đấu với Mộ Dung Phục. Từ lúc gã nhảy qua cửa sổ chuồng đi, chàng mới hơi định thần, đột nhiên lại nghĩ. Mình vừa bị tẩu hỏa nhập ma, không biết đã khỏi chưa nữa. Vừa nghĩ tới đây, toàn thân chàng lại mềm nhũn ra, nhất thời không nhúc nhích được nữa. Bỗng nhiên Đoàn phu nhân rú lên, thì ra Đoàn Chính Thuần đã cầm kiếm đâm vào ngực để tự tử. Đoàn phu nhân vội rút trường kiếm ra, đưa tay trái bịt lấy vết thương, vừa khóc vừa nói. Thuần ca, Thuần ca, dù chàng có hàng ngàn, hàng vạn tình nhân, thiếp vẫn yêu chàng như vậy. Có lúc thiếp nghĩ không ra mà căm hận chàng. Nhưng đó là việc đã qua, thiếp chỉ yêu chàng. Nhưng Đoàn Chính Thuần đã tự đâm trường kiếm trúng vào trái tim, chết ngay lập tức, không nghe thấy lời Đoàn phu nhân nữa. Đoàn phu nhân xoay trường kiếm lại, toàn đâm vào ngực mình, bỗng nghe Đoàn Dự la lên. Má má, má má. Một là vì thanh kiếm dài quá, hai là bị phân tâm, bà đâm chệch mũi kiếm xuống dưới bụng. Đoàn Dự thấy phụ thân mẫu thân cùng dung kiếm tự tử thì hồn vía lên mây, nhưng hai chân tê dại không bước đi được. Chàng chống tay xuống đất, vừa bò tới vừa gọi. Má má, cha cha. Đoàn phu nhân nói. Hải Nhi, má má cùng gia gia ra đi đây. Hải Nhi tự lo liệu lấy. Má má, má má không thể chết, không thể chết được. Còn gia gia, người làm sao rồi? Đoàn Dự đưa tay ra đỡ lấy đầu mẫu thân, toàn rút thanh trường kiếm ra, nhưng lại sợ rút kiếm càng làm cho mẫu thân chống chết nên ngừng tay lại. Đoàn phu nhân nói, người ráng mà học theo bá phụ, sau này là một vị hảo hoàng đế. Bỗng nhiên Đoàn Diên Khánh la lên. Mau lấy thuốc giải cho ta, để ta cứu mẫu thân ngươi. Đoàn Dự cả giận quát lên. Lão gian tặc, ngươi bắt gia gia ta, hại ông chết thê thảm như vậy, tại vì ngươi có mối thù không đội trời chung. Dứt lời, chàng đứng phắt dậy, lượm một cây cương trượng ở dưới đất toan đập xuống đầu Đoàn Diên Khánh. Đoàn phu nhân hoảng hốt thét lên. Không được. Đoàn Dự sửng sốt quay lại hỏi. Má má, lão này là kẻ đại thù của chúng ta, Hài Nhi phải giết lão báo thù. Không được, không được, người không được phạm vào một tội đại ác. Hài Nhi làm gì mà phạm tội đại ác? Rồi chàng lại nghiến răng gầm lên. Không giết lão gian tặc này không được mà. Chàng lại giơ cây cương trượng lên. Đoàn phu nhân vội nói. Người cúi xuống gần đây để ta nói cho nghe. Đoàn Dự cúi xuống, ghé tai lại gần miệng Đoàn phu nhân. Bà thều thào nói. Hài Nhi, lão Đoàn Diên Khánh đó mới thực sự là cha ruột của ngươi. Trưởng phu ta không biết, tưởng ngươi là con mình, nhưng lão này mới chính là phụ thân. Ngươi chớ sát hại lão mà mang đại tội giết cha. Trước nay ta vẫn không ưa lão, nhưng cũng không để ngươi phạm trọng tội được. Nếu ngươi giết cha, thì sau khi chết sẽ không được về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ta vốn không muốn nói cho ngươi hay, để khỏi tổn thương đến thanh danh của trưởng phu ta. Chỉ vì hiện giờ lâm vào tình trạng không nói không được. Trong thời gian chẳng bao lâu mà bao nhiêu diễn biến bất ngờ xảy đến. Đoàn Dự nghe mẫu thân nói mấy câu này, tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Chàng kinh hãi, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc ra, tựa hồ như không tin ở tai mình, ôm lấy người mẫu thân la gọi. Má má, không phải như vậy, không phải như vậy. Đoàn Diên Khánh lại nói. Mau lấy thuốc giải cho ta, để ta còn kịp cứu mẫu thân ngươi. Đoàn Dự thấy thần sắc mẫu thân mỗi lúc một suy nhược, bèn lượm chiếc bình nhỏ ở dưới đất lên, đưa cho Đoàn Diên Khánh giải độc. Đoàn Diên Khánh vừa khôi phục nội lực, đã nhặt cây cương trượng lên tay, điểm cách không gieo véo mấy tiếng vào quanh vết thương của Đoàn phu nhân. Bà cố lắc lắc đầu nói. Người không được đụng vào người ta nữa. Rồi bà lại bảo Đoàn Dự. Hài tử, ta còn muốn nói với ngươi vài lời nữa. Đoàn Dự lại cúi xuống. Đoàn phu nhân thều thào nói. Lão này và gia gia ngươi tuy cùng họ mà lại ngang hàng, nhưng cũng chẳng phải là huynh đệ gì với nhau. Vậy thì những đứa con gái của gia gia ngươi, nào là một cô nương, chung cô nương,
hay Dương cô nương gì gì đó. Người thích cô nào thì cứ việc lấy cô đó. Bọn người Đại Tống nói là cùng họ thì không lấy nhau được. Nhưng người Đại Lý chúng ta thì không câu nệ chuyện đó. Miễn sao không phải anh em ruột thịt là được rồi. Mấy cô nương đó người cưới hết về cũng được. Người có thích không? Nước mắt Hoàng Dự lã chả tuôn rơi. Chàng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến thích hay không thích nữa. Đoàn phu nhân thở dài nói tiếp. Hài tử, ta tiếc rằng không được tận mắt thấy con mặc áo long bào ngồi lên bảo tọa là một vị hoàng đế trẻ. Nhưng ta biết rằng con sẽ là một hoàng đế tốt. Đột nhiên bà giơ tay lên nắm lấy chuôi kiếm đâm mạnh vào, mũi kiếm xuyên suốt qua tới sau lưng. Đoàn Dự hét lên. Mama! Chàng ôm chặt lấy mình Đoàn phu nhân, nhưng bà đã từ từ nhắm mắt lại, trên môi còn thấp thoáng một nụ cười. Đoàn Dự lại la gọi. Mama! Đột nhiên chàng thấy sau lưng mình tê tái, rồi mấy chỗ huyệt đạo trên đùi, bả vai lại bị điểm trúng. Một thanh âm rất nhỏ lọt vào tai chàng. Đoàn Dự tránh ta đi mới đúng là phụ thân ngươi. Vì muốn giữ thể thống của Trấn Đăng Dương nên ta phải dùng phép truyền âm nhập mật để nói cho ngươi hay. Mẫu thân ngươi vừa nói gì ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Lúc Đoàn phu nhân nói chuyện với Đoàn Dự, tuy thanh âm thều thào rất nhỏ, nhưng Đoàn Diên Khánh từ lúc được giải thuốc mê đều nghe rõ hết. Lão biết Đoàn phu nhân đã tiết lộ bí mật về thân thế của Đoàn Dự. Đoàn Dự kêu lên. Ta không nghe thấy, ta chỉ biết có gia gia và má má của ta thôi. Chàng nói chỉ biết có gia gia và má má mình, thực ra là thừa nhận đã nghe thấy những lời mẫu thân nói. Đoàn Diên Khánh tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi không chịu nhìn nhận ta? Không nhận, ta không tin. Tính mạng của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu ta muốn giết ngươi thì chỉ giơ tay lên một cái là xong. Huống chi ngươi đích thực là con ta. Kẻ làm con mà không nhìn nhận phụ thân thì không phải là đại bất hiếu hay sao? Đoàn Dự không còn nói gì được nữa. Chàng biết những lời mẫu thân mình nói đều là sự thật. Nhưng chàng đã kêu Đoàn Chính Thuần là phụ thân suốt hơn 20 năm trời, mà ông đối với chàng vẫn một lòng từ ái. Khi nào đột nhiên chàng đi nhìn nhận người chưa liên quan chút nào làm cha được? Hơn nữa có thể nói là phụ thân và mẫu thân chàng đã bị hại về tay Đoàn Diên Khánh. Nếu nhìn nhận Đoàn Diên Khánh, tức là nhận kẻ thù làm cha, lại càng dạng lần không được. Chàng nghiến răng nói. Ngươi muốn giết thì giết ta, ta vĩnh viễn không nhìn nhận ngươi. Đoàn Diên Khánh vừa tức giận vừa thất vọng thầm nghĩ. Mình tuy có con, mà con không chịu thừa nhận thì cũng chẳng khác gì không có cô. Tính hung dữ lại nổi lên, lão cầm cây cương trượng toan đâm xuống lưng Đoàn Dự, nhưng đầu trượng mới chạm vào áo chàng, bất giác lòng lão lại mềm nhũn ra, buông một tiếng thở dài rồi nghĩ. Đời mình cay đắng đã nhiều, trên đời chẳng có một ai là thân nhân, đâu phải dễ dàng có một đứa con nỡ lòng nào đang tay hạ sát. Nó nhìn nhận thì tốt, mà không nhìn nhận thì cũng không sao, dù gì nó cũng là cốt nhục của mình. Đoàn Chính Thuần chết rồi, ngôi hoàng đế nước Đại Lý đương nhiên là do con ta thừa kế. Vì là ngôi vua là quay về trực hệ của phụ thân ta. Tuy ta chẳng được làm hoàng đế, nhưng cái mộng ta ôm ấp suốt đời cũng được kể là thành tựu. Đoàn Dự lại la lên. Là muốn giết ta thì sao không hạ thủ mau đi? Đoàn Diên Khánh vỗ vào mấy huyệt đạo để giải khai cho chàng, rồi vẫn dùng thuật truyền âm nhập mật mà nói. Ta không thể giết con của chính mình. Người đã không chịu nhìn nhận ta thì cứ dùng lục mạch thần kiếm mà giết ta đi, để báo thù cho vợ chồng Đoàn Chính Thuần. Lão nói xong ưỡn ngực ra để chờ Đoàn Dự hạ thủ. Trong lòng Đoàn Diên Khánh đã chất chứa vô số nỗi bi phẫn từ lúc lão bị trọng thương đến thành tàn phế. Vì vậy mà suốt đời lão đã làm rất nhiều chuyện tàn ác để phát tiết nỗi bi phẫn trong lòng. Lúc này những nỗi bi phẫn lại nổi lên,
lão nghĩ lại suốt đời mình chẳng làm được chuyện gì, thà chết dưới tay con trai thì trong sự cũng đều kết thúc. Đoàn Dự đưa tay trái lên lau nước mắt, trong lòng rất đổi băn khoăn. Chàng cũng muốn dùng lục mạch thần kiếm để giết tên đại ác, báo thù cho song thân. Nhưng lời mẫu thân chàng còn vang vọng bên tai, lão chính là cha ruột, thì chàng làm sao dám hạ thủ. Đoàn Diên Khánh chờ một lúc, thấy Đoàn Dự đưa tay lên rồi lại hạ xuống rồi lại đưa lên, mãi không quyết định được chủ ý. Lão liền khàn khàn nói: "Nam tử hán đại trượng phu, muốn xuất thủ thì xuất thủ ngay đi, sao lại rút ra?" Đoàn Dự nghiến răng rụt tay về nói: "Má má, ta không nói dối, ta không muốn giết ngươi." Đoàn Diên Khánh cảm mừng, nổi lên một tràng cười ha hả. Lão biết Đoàn Dự đã nhìn nhận mình là phụ thân, trong lòng hết sức phấn khởi. Lão chống đôi trượng xuống đất rồi giọt mình đi luôn, chẳng thèm nhìn đến gã dân trung hạt đang nằm ngất xỉu nữa. Đoàn Dự trong lòng đau đớn, lại xem kỹ phụ thân và mẫu thân thì hai người đều đã tắt thở rồi, không còn cách nào vãn hồi được nữa. Chàng không nén nổi, phục xuống đất khóc òa lên. Chàng khóc một lúc lâu, bỗng nghe phía sau có thanh âm thiếu nữ lên tiếng: "Xin Đoàn công tử bớt nỗi bi ai, bọn nô tỳ không đến ứng cứu kịp, thật là tội đáng muôn thác." Đoàn Dự ngoảnh đầu nhìn lại, thấy ngoài cửa sổ có 7-8 thiếu nữ đang đứng. Hai cô đi đầu tướng mạo giống hệt nhau, chàng nhận ra đó là bọn tỳ nữ của Hư Trúc tại cung Linh Thứ. Đoàn Dự nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: "Gia gia cùng má má ta bị người hại chết rồi." Hai cô này chính là Trúc Kiếm và Cúc Kiếm ở cung Linh Thứ. Trúc Kiếm nói: "Đoàn công tử, chủ nhân tiểu tỳ được biết Tôn đại nhân dọc đường gặp nguy, lập tức sai bọn tiểu nữ dẫn mọi người đuổi theo tiếp diện, không ngờ tới đây đã chậm mất rồi." Cúc Kiếm cũng nói: "Dân Ngữ Yên cô nương cùng mọi người bị nhốt trong địa lao đã được cứu ra bình yên vô sự, xin công tử an tâm." Đằng xa có tiếng còi vọng lại, Trúc Kiếm nói: "Mai tỷ và Lan tỷ cũng đã tới rồi." Lại nghe tiếng gió ngựa vang lên, hơn 10 kỵ sĩ đã đến trước cửa, hai người đi đầu là Lan Kiếm và Mai Kiếm. Hai cô bước lẹ vào nhà, thấy thi thể ngổn ngang dưới đất thì tức mình dậm chân, miệng không ngớt kêu: "Trời ơi!" Mai Kiếm thi lễ với Đoàn Dự rồi nói: "Chủ nhân tiểu tỳ gửi lời vấn an Đoàn công tử, người rất hối hận về việc lỗi ước với công tử, nhưng đó là vì tình trạng bất đắc dĩ, xin công tử lượng thứ cho." Đoàn Dự không hiểu nàng nói về chuyện gì, nghẹn ngào đáp: "Huynh đệ ta đã kết nghĩa chi lan, đâu còn chuyện riêng tư, gia gia cùng má má ta đã chết rồi, ta làm sao nghĩ đến chuyện gì khác được." Lúc này năm người Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Phó Tư Huy, Thôi Bách Tuyền, Quá Ngạn Chi đã ngửi thuốc giải độc và được giải khai huyệt đạo rồi. Hoa Hách Cấn thấy Vân Trung Hạc vẫn nằm dưới đất thì nổi giận đùng đùng, xách đao chém một nhát. Tên cùng hung cực ác Vân Trung Hạc đầu mình mỗi thứ một nơi. Bọn Phạm Hoa năm người đều quỳ cạnh thi thể của phu phụ Đoàn Chính Thuần, khóc lóc rất bi thảm. Sáng sớm hôm sau, bọn Phạm Hoa chia nhau đi tìm mua quan tài. Đến trưa thì quần nữ bộ Chu Thiên cung Linh Thứ đưa Dương Ngữ Yên, Ba Thiên Thạch, Chu Đăng Thần, Mộc Quyển Thanh, Trung Linh tới nơi. Bọn này đã bị Túy Nhân Phong đốt, đến giờ vẫn mê man chưa tỉnh lại. Sau đó Đoàn Dự cùng bọn Phạm Hoa lo việc khâm liệm, nhập quan các thi thể. Nơi đây thuộc về quốc thổ Đại Lý, Phạm Hoa liền truyền tin đến các châu huyện lân cận. Các quan địa phương được tin phu phụ Trấn Nam Dương bị bạo bệnh mà chết ở địa hạt mình thì sợ hãi điếng người, e rằng không thoát tội lười biếng công việc, phục thị bề trên không được chu đáo. May mà Phạm Tư Mã không trách cứ, chỉ hạ lệnh tìm dân phu để đưa linh cữu phu phụ Trấn Nam Dương về kinh thành Đại Lý. Dọc đường Dương Ngữ Yên cùng bọn Ba Thiên Thạch mới lần lượt tỉnh dậy. Tin tức Trấn Nam Dương tạ thế dọc đường, được thế tử đưa linh cữu về, truyền khắp kinh thành Đại Lý rất nhanh. Trấn Nam Dương đã nhiều công trạng với quốc gia, lại rất được lòng dân chúng. Bá quan cùng trăm họ ra xa ngoài 10 dặm nghênh tiếp. Tiếng khóc bi ai vang động một góc trời. Đoàn Dự, Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch vào thẳng nội cung để bẩm báo với hoàng thượng về nguyên nhân cái chết của Trấn Nam Dương.
còn Dương Ngữ Yên cùng bọn Mai Kiếm thì được Chu Đăng Thần tiếp đãi ở nhà quán dịch. Đoàn Dự vừa vào nội cung đã thấy Đoàn Chính Minh vì khóc nhiều mà hai mắt sưng húp. Chàng vừa lại phục xuống, Đoàn Chính Minh đã gọi: "Hài tử, sao lại như vậy?" Rồi ôm chầm lấy chàng, bác cháu cùng lặng đi một lúc. Đoàn Dự không dám giấu giếm, đem hết việc xảy ra dọc đường bẩm lại một lượt. Cả những lời Đoàn phu nhân nói riêng, chàng cũng không bỏ sót. Chàng kể xong, lại phục lạy xuống đất rồi nói: "Gia gia không phải là cha ruột của Hài Nhi. Hài Nhi chỉ là một đứa con quan nghiệt, không dám ở lại trong cung nữa." Đoàn Chính Minh cũng kinh tâm động phách, cứ lẩm bẩm: "Quan nghiệt, quan nghiệt." Rồi ông đưa tay ra nâng Đoàn Dự dậy, nói: "Hài tử, trên đời chỉ có ngươi và Đoàn Viên Khánh biết bí mật đó mà thôi. Lẽ ra ngươi có thể không bẩm với ta, vậy mà ngươi cứ nói thẳng không giấu giếm gì, tự chứng tỏ ngươi rất trung thành. Ta cùng gia gia ngươi đều không có con cái, đừng nói ngươi cũng ở họ Đoàn. Dù ngươi có khác họ thì ta cũng quyết lập ngươi thừa kế. Hơn nữa, ngôi hoàng đế này vốn là của Viên Khánh thái tử. Mấy chục năm trời ta ở trộm ngôi, trong lòng thường lấy làm hổ thẹn. Nay ông trời đã an bài như vậy thì thật là tốt đẹp." Đoàn Chính Minh nói xong, bỏ mũ xuống để lộ cái đầu trọc lóc ra. Trên đỉnh đầu đã điểm 12 vết tàn hương. Đoàn Dự giật mình kinh hãi la lên: "Bá phụ, ngươi..." "Ngày trước lên chùa Thiên Long chống lại Cưu Ma Trí, sư phụ đã thí phát và truyền giới cho ta. Chuyện đó người cũng thấy. Ta đã vào cửa Phật, đáng lẽ phải truyền ngôi cho phụ thân ngươi ngay. Nhưng vì khi đó y phải vào Trung Nguyên nên ta tạm thời giữ đế vị. Phụ thân ngươi bất hạnh đã tả thế dọc đường, hôm nay ta truyền ngôi vị cho ngươi." "Hài Nhi nhỏ tuổi kiến thức nông cạn, làm sao ở ngôi cao được? Hơn nữa thân thế Hài Nhi lại không rõ ràng. Hài Nhi xin được tìm nơi rừng núi mà ẩn tích." "Chuyện thân thế ngươi thì từ nay không được nhắc đến. Song thân người đối với người ra sao?" "Ân sâu từ biển, đức nặng tài non." "Vậy thì được rồi. Người muốn báo đáp ân đức song thân thì phải bảo toàn thanh danh cho hai vị nên làm hoàng đế. Ngươi chỉ cần ghi nhớ hai điều: một là thương dân, hai biết nghe can gián. Bản tính người nhân hậu, đối với trăm họ tất nhiên không bạo ngược. Nhưng khi người lớn tuổi hơn, ngàn vạn lần không nên ý mình thông minh. Đối với quốc sự không nên hành động quá đáng. Đối với lân quốc không nên vọng động binh đao." Trong hoàng cung nước Đại Lý, Đoàn Chính Minh đang truyền ngôi vua cho Đoàn Dự, dặn bảo mọi điều. Cùng lúc này, nhưng cách đó về phía bắc mấy ngàn dặm, ở điện Sùng Khánh trong hoàng cung thành Biện Lương nhà Đại Tống, Thái Hoàng Thái Hậu là Cao Thị đang nằm trên giường bệnh dặn dò Hoàng Tôn là Triệu Hú, tức Tống Triết Tôn: "Hài Nhi, tổ tiên biết bao khó nhọc mới dựng nên cơ đồ, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được thiên hạ thái bình như ngày nay. Trước kia gia gia người nắm quyền đã làm xáo động bách tính, gây nên đại biến. Hiện nay trăm họ đã được yên vui, nhưng nhớ tới những ngày khủng khiếp đã qua vẫn còn kinh tâm động phách. Người có biết tại sao không?" Triệu Hú đáp: "Hài Nhi thường nghe tổ mẫu nói là vì gia gia Hài Nhi tin theo lời Dương An Thạch thay đổi pháp độ cũ của nhà nước, khiến cho muôn dân cực khổ." Nét mặt khô đét của Thái Hoàng Thái Hậu khẽ động, thở dài rồi nói: "Dương An Thạch đã có học vấn lại có tài năng, nhất định không phải là người vô dụng. Chỉ vì gia gia ngươi nóng lòng về việc trị nước, dụng tâm của y cũng là vì nước vì dân. Có điều tính tình y nóng nảy, muốn thành công mau lẹ nên thành ra hỏng việc, dục tốc bất đạt là vậy đó." Bà nói tới đây lại ho rũ rượi, ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Còn một điều nữa là y không chịu nghe lời trung ngôn nghịch nhĩ. Ai khen y là thánh thiên tử thì không sao, còn kẻ nào thấy y làm việc gì bất lợi mà mở miệng khuyên can mấy câu
là y lập tức nổi nóng. Kẻ thì bái quan, kẻ thì thuyền chuyển đi xa. Như vậy thì còn ai dám đem lời ngay thẳng mà can gián nữa. Tổ mẫu, tiếc là chí lớn của gia gia chưa được toại nguyện, nhưng chính sách của người đều bị bọn tiểu nhân làm cho hỏng việc. Thái hoàng thái hậu nghe nói cả kinh, rung giọng hỏi: chính sách là chính sách nào? Tiểu nhân là ai? Gia gia đã lập ra những phép thanh miêu, bảo mã, bảo chát, chẳng phải là chính sách làm cho quốc phù binh cường sao? Chỉ hận là bọn hủ nho như Tư Mã Quan, Lã Công Trứ, Tô Thức làm hỏng mất đại sự. Thái hoàng thái hậu đổi sắc mặt, gượng ngồi dậy, nhưng sức bà đã yếu quá rồi nên khó khăn lắm mới nhấc mình lên được một hai tấc, lại còn ho hắng không ngớt. Triệu Hú đáp: Tô mẫu xin người đừng tức giận, cần giữ gìn cho sức khỏe là hơn. Giọng nói của y đầy vẻ châm chọc. Thái hoàng thái hậu ho xong một trận, cố bình tâm lại rồi nói: Hài nhi, ngươi làm hoàng đế đã 9 năm, nhưng 9 năm nay, 9 năm nay hoàng đế thực sự là tổ mẫu ngươi, việc gì cũng do tổ mẫu quyết định. Ngươi tức tối, oán hận tổ mẫu lắm phải không? Tổ mẫu làm hoàng đế thay cho Hài nhi, tức là thương Hài nhi, sợ Hài nhi cực khổ. Việc dùng người là do tổ mẫu quyết định, thánh chỉ cũng do tổ mẫu ban bố. Hài nhi được hưởng phúc thanh nhàn, sao lại dám oán hận tổ mẫu? Người giống tính già già như đúc, lại tự cho là thông minh hơn người. Muốn làm nên đại nghiệp, trong lòng ngươi vẫn oán hận ta. Lẽ nào ta không biết? Dĩ nhiên là tổ mẫu biết rồi. Quân Ngự Lâm trong cung do người thân tín của tổ mẫu chỉ huy. Bọn thái giám cũng là người tâm phúc của tổ mẫu. Văn võ đại thần trong triều đều dân lệnh của tổ mẫu. Hài nhi chỉ có việc dâng lời dạy bảo của tổ mẫu, ngoài ra không còn việc gì phải làm nữa. Thái hoàng thái hậu nhìn lên đỉnh màn nói: Chắc ngày ngày đều như hôm nay, ngươi chỉ mong cho bệnh ta nặng thêm rồi chết, cho ngươi được rảnh tay hành động. Cái gì của Hài nhi cũng là do tổ mẫu ban cho. Ngày mà gia gia Hài nhi băng hà, nếu không được tổ mẫu chủ trương, thì các vị đại thần trong triều chẳng lập Ung Dương cũng lập cho Tào Dương lên ngôi, đâu đến lượt Hài nhi. Ơn đức của tổ mẫu Hài nhi không khi nào quên được. Nhưng cái gì? Sao ngươi không nói quịch toẹt ra mà cứ úp mở như vậy? Hài nhi nghe người ta nói, sở dĩ tổ mẫu lập Hài nhi là vì Hài nhi còn nhỏ tuổi, như vậy thì tổ mẫu mới thao túng được việc triều chính. Triệu Hú thu hết can đảm để nói câu này, trái tim non trẻ đập loạn lên. Y liếc mắt nhìn ra cửa điện, thấy bọn thái giám đều là tâm phúc của mình, tên nào cũng tay cầm khí giới phòng vệ rất nghiêm mật, mới tạm yên lòng. Thái hoàng thái hậu gật gật đầu đáp: Người nói không sai, quả là ta muốn chính mình xử lý mọi việc trong nước. 9 năm nay ta đã trị quốc ra sao? Triệu Hú lấy trong bọc ra một cuộn giấy đáp: Tổ mẫu, trong 9 năm nay đã không có biết bao nhiêu những bậc văn nhân trong triều ngoài nội ca tụng công đức, tổ mẫu chắc đã nghe đến phát ngán. Hôm nay có người mang đến một bản tấu chương của tể tướng nước Liêu trình lên Liêu đế, trong đó có bản đề cập đến chính sách trị quốc của tổ mẫu. Đây là luận điệu của đại thần nghịch quốc, tổ mẫu có muốn nghe không? Thiên hạ ca tụng ta cũng được, phỉ báng ta cũng được, lão thần chỉ sống đến đêm nay là hết. Chẳng hiểu ta có còn được thấy mặt trời mọc sáng mai không? Tể tướng nước Liêu nói về ta thế nào? Triệu Hú mở cuốn trục ra rồi nói: Tên tể tướng đó nói về hoàng thái hậu như sau: buông rèm giúp chính, chiêu nạp danh thần, bài trừ chính trị hà khắc, trong 9 năm trời triều đình hưng thịnh, trăm họ yên vui. Triệu Hú đọc đến đây thì ngừng lại, liếc sang thì thấy cặp mắt lờ đờ của thái hoàng thái hậu có mấy tia phấn khởi. Hắn lại đọc tiếp: Người này đúng là nữ trung nghiêu thuấn. Thái hoàng thái hậu lẩm nhẩm: Nữ trung nghiêu thuấn, nữ trung nghiêu thuấn. Dù thật là như vậy cũng khó mà khỏi chết. Đột nhiên trong bộ óc đã mờ mịt của bà lóe ra một tia sáng. Bà lại hỏi: Sao tể tướng nước Liêu lại đề cập đến ta? Hài nhi,
Người phải cẩn thận đề phòng. Chắc là bọn chúng đã biết ta sắp chết, chuẩn bị khinh nhờ ngươi đó. Bộ mặt non quẹt của Triệu Hú lộ vẻ kiêu ngạo, y nói: họ muốn khinh nhờ Hài Nhi. Đúng là như vậy, nhưng không phải chuyện dễ dàng đâu. Người khất đang có thám tử ở Đông Kinh nên biết tổ mẫu lâm trọng bệnh. Không lẽ chúng ta không biết đặt do thám ở Thượng Kinh hay sao? Đến tấu chương của chúng trình lên hoàng đế Đại Liêu cũng bị chúng ta lấy được đó thôi. Vua tôi khất đang thương nghị với nhau, nói là khi tổ mẫu trăm tuổi rồi mà văn võ đại thần bên ta vẫn không thay đổi chính sách bảo quốc an dân thì thôi. Khi nào Hài Nhi khinh xuất vọng động gì, bọn họ mới cử sự. Nếu vậy thì bọn chúng sẽ xuất binh Nam Chinh à? Đúng vậy. Y xoay người ra cửa sổ, nhìn lên chòm sao Bắc Đẩu thất tinh giữa bầu trời. Y tìm sao Bắc Cực, chăm chú nhìn về hướng Bắc mà lẩm bẩm: nhà Đại Tống ta binh cường lương đủ, dân số cũng nhiều, sợ gì bọn khất đan? Chúng chẳng Nam Chinh thì ta cũng đem quân bắt phạt, quyết tỷ thí một phen. Người nói gì vậy? Cái gì mà tỷ thí một phen? Triệu Hú lại trước giường bệnh rồi đáp: tổ mẫu, dân số Đại Tống ta nhiều gấp 10 nước Lương, mà lương thảo cũng gấp 30 lần, có đúng vậy không? 10 người chọi một, không lẽ không thắng được họ hay sao? Người muốn khai chiến với nước Liêu à? Năm trước Châu Nguyên hoàng đế quay võ như vậy, ngự giá thân chinh, rồi cũng phải ký vào hòa ước Thiên Nguyên. Người còn dám giấy động binh đao à? Tổ mẫu vẫn chưa tin Hài Nhi, cứ coi Hài Nhi như một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, không hiểu việc đời. Nói Hài Nhi không bằng Thái Tổ, Thái Tông thì còn có lý, không lẽ lại không bằng được chân tôn hoàng đế hay sao? Ngay cả Thái Tôn hoàng đế năm xưa cũng bị Bắc Quốc đánh cho đại bại, may mà chưa mất mạng. Chuyện thiên hạ không phải lúc nào cũng giống nhau. Ngày trước Đại Tống ta không thắng nổi nước Liêu, nhưng Dĩ Tất đã vĩnh viễn chịu thua họ. Thái Hoàng Thái Hậu còn muốn nói rất nhiều, song tinh lực đã hết, đầu óc mờ mịt không còn sáng suốt. Nghe việc nói ra tiếng cũng đã khó khăn, nhưng vì lòng kiên cường nổi lên, thanh âm dõng dạc trở lại, bà nói tiếp: binh đao là việc giữ sinh linh đồ tháng, ngàn vạn lần không được khinh suất mà vọng động. Bà hít một hơi chân khí rồi từ từ nói tiếp: Hài Nhi, ta cầm quyền chính suốt 9 năm trời mà chưa phân tích rõ cho Hài Nhi hiểu, đó là lỗi của ta. Cứ tưởng rằng còn sống được lâu năm, ngờ đâu đúng là chúng ta nhân số đông đúc, lương thực đầy đủ, nhưng Đại Tống vốn chuyên về văn học, còn võ bị lại kém khất đan. Hơn nữa, nếu xảy việc binh đao thì quân dân gan ốc lầy đất, biết bao nhiêu người uổng mạng, bao nhiêu nhà cửa bị thiêu hủy. Làm vua thì trong lòng lúc nào cũng phải nghĩ đến chữ nhân, chưa nói đến chuyện thắng bại khó mà biết trước. Dù có nắm chắc phần thắng cũng chẳng nên động binh là hơn. 16 châu huyện yên dân của chúng ta đã bị người Liêu vô cớ chiếm đóng, chúng còn đòi hàng năm phải tiến cống vàng lụa, không khác nào một nước phiên thuộc. Hài Nhi làm thiên tử nhà Đại Tống, làm sao chịu nổi cái nhục này? Không lẽ cứ để bọn chúng vĩnh viễn khinh nhờn hay sao? Thanh âm Triệu Hú mỗi lúc một vang dội, y nói tiếp: ngày trước Dương An Thạch thay đổi pháp lệnh, dựng ra phép bảo giáp bảo mã, cũng chỉ muốn cho quốc gia giàu mạnh để rửa nhục cho tổ tông. Kẻ làm con cháu biết trả thù rửa hận cho tổ tông mới là đạo hiếu. Phụ hoàng của Hài Nhi suốt đời hoài bảo ý chí làm cho đất nước hưng thịnh, phải chăng cũng là như vậy? Hài Nhi nhất quyết noi theo di chí của gia gia, nếu không thì nguyện như chiếc ghế này. Y đột nhiên rút thanh kiếm ở trên lưng ra, chém chiếc ghế bên cạnh đứt làm hai đoạn. Khi hoàng đế vào đây vốn không được xách đao đeo kiếm, hoàng thái hậu thấy Triệu Hú còn nhỏ tuổi mà có hành động vũ phu thì không khỏi giật mình kinh hãi, liền nói bằng một giọng đau buồn quất ức: sao mi dám đeo kiếm vào đây? Có phải là để giết ta không, hay là ngăn cấm không cho ta buông rèm nhiếp chính? Thằng lõi này lớn mật làm càn, ta phải truất vế mi. Bản tính Thái Hoàng Thái Hậu vốn hiền từ,
nhưng bà đã từng nắm giữ quyền bính lâu ngày. Bây giờ bà thấy quyền hành bị uy hiếp, liền lập tức nghĩ tới chuyện loại trừ đối thủ, dù là cốt nhục cũng không thể khoan dung. Trong lúc hoảng hốt, bà quên mất lúc này mình chỉ như ngọn đèn khô dầu, trong chốc lát là phải từ trần. Trong lòng Triệu Hú thì chỉ nghĩ đến chuyện xung trận giết giặc, thu phục 16 châu quận yên dân. Mộng tưởng của y đã đạt đến cực đại, chỉ muốn thống suất trăm vạn hùng binh công phá Thượng Kinh, bắt Liêu Chúa Gia Luật Hồng Cơ phải ra hàng. Y giơ cao thanh kiếm lên nói: quốc gia đại sự mà hư hỏng là vì bọn hủ nho kém cỏi nhát gan. Chúng tự xưng là quân tử, song thực ra đều tham sanh quý tử, chỉ là hạng tiểu nhân tự tư tự lợi. Hài nhi phải trừng phạt bọn chúng nặng nề, nhất định không tha. Thái hoàng thái hậu đột nhiên tỉnh táo lại, nghĩ bụng: thằng nhỏ này là đương kim hoàng đế, nó có chủ ý của nó, ta không thể bắt nó nghe ta được nữa. Ta chỉ là một lão thái bà sắp chết đến nơi, còn nó là hoàng đế, nó mới là hoàng đế. Bà dùng hết sức tàn, cố cao giọng lên nói: hài nhi, người có chí khí như vậy, tổ mẫu hết sức phấn khởi. Triệu Hú cả mừng, tra kiếm vào vỏ hỏi lại: tổ mẫu, hài nhi nói vậy có phải không? Hài nhi có biết thế nào là kế vẹn toàn chắc thắng không? Giải tướng luyện quân, nuôi ngựa tích lương, cùng người Liêu quyết một trận sống mái thì có thể thắng, nhưng không thể nói là vẹn toàn chắc thắng được. Người cũng đã hiểu, đem quân đi đánh thì chưa chắc đã nắm vững được phần thắng. Đại Tống ta cũng có thể không đánh mà khuất phục được người ta. Cho dân nghỉ ngơi, thi hành nhân chính thì có thể không đánh mà khuất phục được lòng người, có phải vậy không? Tổ mẫu à, đó chỉ là kiến thức thiển cận của bọn thư sinh kiểu như Tư Mã Quan, làm sao thành đại sự được? Kiến thức của Tư Mã tướng công thật là siêu tuyệt, sao lại bảo là thư sinh thiển cận? Người có lúc nào rảnh việc thì nên đọc bộ sách Tư Trị Thông Giám của Tư Mã tướng công. Các triều đại hơn ngàn năm nay vì sao thịnh, vì sao suy, vì sao vong quốc, bộ sách này đều có ghi chép rõ ràng. Đại Tống ta đất cát phì nhiêu, dân cư đông đúc gấp 10 nước Liêu. Nếu không có việc chiến chinh thì mỗi ngày một hưng thịnh lên. Người Liêu tính nết hung hãn hiếu chiến, ta chỉ cần phòng thủ biên cương nghiêm mật thì trong nội bộ của họ tất sinh nội biến, tàn sát lẫn nhau mà hao hụt nguyên khí. Năm trước cái loạn Sở Dương đã làm hao mòn mất một số lớn quân tinh nhuệ của nước Liêu. Triệu Hú vỗ đùi lớn tiếng nói: dạ phải, khi đó Hạng Nhi đã toan xuôi quân Bắc tiến để nội ngoại nhắc công, nước Liêu đang có nội loạn, nhất định không thể đối phó được. Trời ơi, thật là cơ hội ngàn năm một thuở mà bị lỡ mất rồi. Lúc nào ngươi cũng chỉ nghĩ đến chuyện gây hấn với nước Liêu. Ngươi đột nhiên bà ngồi dậy, chỉ tay vào mặt Triệu Hú. Triệu Hú thấy Thái Hoàng Thái Hậu nổi cơn thịnh nộ, giật mình lùi lại ba bước, chân y loạn choạng suýt té ngã, tay nắm chặt đốc kiếm, trống ngực đánh thình thình, miệng lớn tiếng la: mau, các ngươi mau vào đây. Bọn thái giám nghe hoàng thượng la gọi liền tiến vào điện. Triệu Hú run giọng hỏi: Bà, các ngươi xem kỹ, bà làm sao rồi? Y vừa thổ lộ bao nhiêu là hùng tâm tráng khí, muốn quyết một trận tử chiến cùng người Khất Đan, thế mà một bà già ốm o bệnh hoạn vừa ra oai, y lập tức hồn bất phù thể, chân tay luống cuống. Một tên thái giám tiến lại mấy bước, nhìn kỹ Thái Hoàng Thái Hậu, lại đưa tay ra sờ mặt bà rồi nói: Khải tấu hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu đã cởi hạt về trời rồi. Triệu Hú cả mừng, cười ha hả rồi la lớn: Tuyệt diệu, ta là hoàng đế rồi, ta là hoàng đế rồi. Thực ra y đã làm hoàng đế được 9 năm rồi, nhưng trong 9 năm đó thì chỉ là hoàng đế hữu danh vô thực, việc lớn đều ở trong tay Thái Hoàng Thái Hậu. Từ bây giờ y mới thực sự là hoàng đế cầm quyền trị nước.
Triệu Hú tự mình trông nom triều chính. Việc đầu tiên là y giáng chức lễ bộ thượng thư Tô Thức, bắt phải đi làm tri phủ ở Định Châu. Tô Thức là một văn nhân lừng danh thiên hạ, ai cũng trọng vọng. Ông là nhân vật chính trong việc phản đối biến pháp cải cách của Dương An Thạch. Những năm Nguyên Hữu, Thái Hoàng Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, bắt đầu trọng dụng Tư Mã Quan và huynh đệ Tô Thức, Tô Triệt. Bà vừa quy thiên, hoàng đế đã đuổi Tô Thức đi, khiến cho từ triều đình đến dân gian đều bị bao phủ một không khí ảm đạm, ai nấy than thầm. Hoàng đế lại thi hành biến pháp, trăm họ khốn khổ đến nơi rồi. Dĩ nhiên cũng có lắm kẻ mừng thầm, vì nếu hoàng đế thi hành cải cách thì chúng lại có cơ hội thăng quan phát tài. Lúc này những người nắm quyền trong triều đều là cựu thần do Thái Hoàng Thái Hậu bổ nhiệm. Hàn Lâm học sĩ Phạm Tô Vũ trình lên một bản tấu chương nói rằng: Tiền Thái Hoàng Thái Hậu lấy công bình chính trực làm gốc, bãi bỏ biến pháp của bọn Dương An Thạch, Lã Huệ Khanh mà áp dụng chính sách cũ của tổ tiên, do vậy mà xã tắc quy nan rồi lại an bình, lòng người ly tán trở nên đoàn kết. Thậm chí Liêu Chúa Thuân Nghị cùng Tể Tướng cũng nói là nếu Nam Triều duy trì chính sự nhân hòa thì chỉ nên giữ nguyên hiện trạng mà phòng thủ biên cương, không nên sinh sự. Bởi hạ nghĩ coi, địch quốc còn suy nghĩ như vậy, đủ biết lòng người trong nước thế nào. Nay bệ hạ thay đổi chính sách, bọn tiểu nhân sẽ thừa cơ ngóc đầu dậy, mà kẻ vụ lợi cũng ghé mắt nhìn. Thần xin bệ hạ nghĩ đến tổ tiên trải gian nan dựng xây cơ nghiệp, nghĩ đến Thái Hoàng Thái Hậu phải nhọc lòng giữ vững giang sơn mà duy trì chính đạo, đừng nghe tiểu nhân sàm tấu, giữ chính sách cũ khiến quốc gia vững bền, bá tính an vui thì thiên hạ thật là may lắm. Triệu Hú đọc tấu chương mà tức giận đập bàn quát: Ngươi kêu ta duy trì chính đạo, đừng nghe tiểu nhân sàm tấu. Hai cô này quả là không sai chút nào. Chỉ có điều, ai là quân tử, ai là tiểu nhân? Nhà vua lại quắt mắt lên nhìn Phạm Tô Vũ. Phạm Tô Vũ dập đầu tông: Bệ hạ minh xét, lúc Thái Hoàng Thái Hậu bắt đầu buông rèm nhiếp chính thì hàng vạn thần dân trong triều ngoài nội đều nói là biến pháp làm cho bách tính phải lầm than. Thái Hoàng Thái Hậu thương dân như con, đã thay đổi chính sách, ân xá cho những người có tội. Khi đó bệ hạ đã thuận lòng dân, mà dân theo lời Thái Hoàng Thái Hậu, những quan chức bị bãi miễn đó chính là tiểu nhân. Họ bị Thái Hoàng Thái Hậu bãi miễn thì liên quan gì đến chậm? Triệu Hú nói xong lập tức rủ áo bãi triều. Triệu Hú nhìn bọn đại thần mà ngứa mắt, nhưng vừa được chấp chính nên không tiện đuổi sạch. Y tạm thời hạ chiếu thăng quan cho bọn nội thị Nhạc Sĩ Tuyến, Lưu Duy Giảng, Lương Tòng Chính để thưởng chúng đã có công phụ họa với mình. Y cáo bệnh không lâm triều mấy ngày liền. Một hôm thái giám đưa vào một tấu chương nét chữ rồng bay phượng múa, dưới ký tên Tô Thức. Triệu Hú nói: Cái gã này viết chữ thật là đẹp, không hiểu hắn muốn nói những chuyện hồ đồ gì. Rồi y mở tấu chương ra xem, thấy viết rằng: Hạ thần đang chầu trực trong triều thì được lệnh đi giữ biên cương. Hạ thần không muốn ra đi mà chưa được vào bái biệt, muốn thông tin đến bệ hạ cũng không phải dễ. Triệu Hú nói: Ta cũng thích bộ râu quai nón của ngươi, trọn đời không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Y lại đọc tiếp: Nhưng hạ thần không dám chẳng tận trung, đó là hành vi của thánh nhân đã dạy. Phải vào chỗ tối để nhìn chỗ sáng, ngồi chỗ tĩnh mà xem chỗ động, thì vạn vật đều rõ ràng trước mắt. Bệ hạ là bậc thánh trí nhân hơn đời, đang tuổi thanh niên. Triệu Hú cười khẩy nghĩ bụng: Cái gã rậm râu này hỗn láo, dám ra giọng mỉa mai. Hắn bảo ta thánh trí hơn người, mà lại chú thích đang tuổi thanh niên. Thì ra hắn bảo mình nhỏ tuổi, chưa hiểu việc trị nước hả? Y lại đọc tiếp: Hạ thần chỉ mong bệ hạ hãy khoan hành động, cứ để tâm theo dõi, để nhận rõ chính sách lợi hại ra sao, quân thần tài chính thế nào. Giả tỷ bệ hạ nghiên cứu 3 năm rồi mới thực hiện thì khi hành động, tất nhiên bá tánh không quán hận, bệ hạ không nuối tiếc. Hạ thần e rằng chỉ có bọn thần tử du lợi mới nông nổi mà muốn hành động gấp rút. Nay dân biểu tấu này, mong rằng bệ hạ thận trọng mà cải cách, thì phúc cho xã tắc, mai cho thiên hạ lắm thay. Triệu Hú đọc hết tấu chương, nghĩ thầm:
người ta nói rằng cái gã trậm râu họ Tô thông minh tuyệt đỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn biết ta nhất định noi theo tiên đế mà thi hành biến pháp, nhưng hắn không dám công khai ngăn trở, mà chỉ khuyên ta quản lại 3 năm. Y nói gì gì à, hành động tất nhiên bách tính không quán hận, bệ hạ không nuối tiếc, chỉ là lời nói uyển chuyển thôi. Như vậy tức là gấp rút vụ lợi thì bách tính quán hận, ta phải nuối tiếc. Triệu Hú nghĩ tới đó thì bất giác nổi lôi đình, xé dụng tấu chương. Mấy hôm sau, Triệu Hú lâm triều, Phạm Tô Vũ lại dâng tấu chương. Đầu niên hiệu Chiêu Ninh, Dương An Thạch cùng Lã Huệ Khanh dẫn ra biến pháp, cải cách lề luật cũ của tổ tông, đưa nhiều kẻ tiểu nhân vào làm hỏng việc nước. Chúng lại chế động binh đao để mở rộng biên thùy, gây thù quán với ngoại bang, khiến cho sinh linh đồ tháng trăm họ lầm than. Triệu Hú xem tới đây thì lửa giận đã bốc lên, mắng thầm: người thoá mạ Dương An Thạch cùng Lã Huệ Khanh thì có khác gì thoá mạ phụ hoàng ta? Y lại xem tiếp: Thái Sát liên tiếp mở nhà ngục lớn, Dương Thiều lấp Tây Hà, Chương Đôn mở rộng khe cừ, Thẩm Khởi nhiễu loạn ban giao, Thẩm Quát động binh ở phía Tây làm quân dân tử thương tới 20 vạn người. Tiên đế lâm triều đã tỏ ra hối hận, ngài tuyên bố triều đình phải chịu trách nhiệm này. Triệu Hú càng xem càng tức giận, bỏ qua mấy dòng, lại đọc ở dưới: dân chúng khổ não như nhà của loạn, chỉ mong bệ hạ khai ân cứu giúp, để người khắp thiên hạ đều được bình yên. Triệu Hú coi tới đây không nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy. Triệu Hú mới 18 tuổi đã ở ngôi cao, tính tình lại nóng nảy. Y nổi nóng giữa buổi triều thì quần thần không khỏi sợ hãi thất sắc. Triệu Hú nghiêm giọng quát hỏi: Phạm Tô Vũ, ngươi trình tấu chương có phải là để phỉ báng không? Phạm Tô Vũ dập đầu tâu: bởi hạ minh xét, hạ thần vạn vạn lần không dám. Triệu Hú mới lên nắm quyền mà được thấy quần thần khiếp sợ, trong lòng đắc ý nên nộ khí tiêu tan. Nhưng y vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, lớn tiếng nói: tiên đế lại bậc thiên tài đại trí, người muốn bình định giang sơn, muốn thống nhất thiên hạ, chỉ tiếc là ngày còn trẻ đã băng hà, nay trẫm muốn nối chí của tiên đế, sao lại không được? Các ngươi cứ trách tiên đế thay đổi chính sách, nhằm cái tai trẫm nghĩa là sao? Trong quần thần có một vị đại thần tướng mạo thanh tú oai phong, bệ vệ bước ra, chính là tể tướng Tô Triệt. Triệu Hú vừa trông thấy đã phát ngán, nghĩ thầm: gã này là em thằng cha râu rậm họ Tô, huynh đệ y cấu kết với nhau, chắc chắn trong miệng chó không thể mọc dạ dôi. Bỗng nghe Tô Triệt lên tiếng: bệ hạ minh xét, tiên đế có nhiều điểm chưa cách tiền nhân, thế nhưng ngài đã ở ngôi 12 năm trời, đến cuối đời vẫn không chịu nhận tôn hiệu nào. Thần đã trình tấu chương ca tụng công đức mà tiên đế vẫn nghiêm nhường không nhận. Còn việc triều chính có điều lầm lẫn thì đời nào mà chẳng có. Hơn nữa, con cái sửa chữa việc cha làm lầm lẫn, đó là đạo hiếu của người xưa. Triệu Hú hắn giọng một tiếng, lạnh lùng hỏi lại: con cái sửa chữa việc cha đã lầm lẫn, là sao đây? Tỷ như việc ngày xưa Hán Vỗ Đế, ngoài đánh Tứ Di, trong dựng cung thất, tiền tài khánh kiệt, đến nỗi phải cướp bóc tài vật cùng nguồn lợi của bá tính, dân chúng chịu không nổi, suốt gây ra hỏa loạn. Khi Vỗ Đế băng hà, Chiêu Đế lên nối ngôi, tôi dùng quốc quan bỏ những việc phiền hà, khiến cho Hán thất trở lại vững vàng. Triệu Hú hừ một tiếng thầm nghĩ: ngươi dám đem Hán Vỗ Đế mà so sánh với phụ hoàng ta hả? Tô Triệt thấy Long Nhan nhăn nhó đã biết là nguy hiểm, nghĩ thầm: nếu ta còn nói nữa thì hoàng thượng tất đối lưu đình, không chừng bất mãn. Nhưng nếu cứ thuận theo chiều gió để cho thiên hạ loạn lạc, bách tính lầm than, nhà cửa tan nát, thì ta đây là một vị đại thần trong nước, nhẫn tâm sao được? Hôm nay chính là lúc ta phải đem sinh mạng nhỏ nhoi mà báo đáp thâm ân của Thái Hoàng Thái Hậu. Ông bèn tiếp: đời binh đế và hậu hán lấy hai chữ giám sát làm gốc, tra xét lời nói cùng việc làm của bá quan thật là tỉ mỉ, tin tưởng các loại bùa chú quái đản tà đạo, khiến cho trên dưới đều phập phồng lo sợ, người người không thể sống yên. Khi chuồng đế lên nối ngôi, ngài đã kiểm điểm lại chỗ được mất, đổi sang chính sách khoan hồng để lòng người vui vẻ, thiên hạ thịnh trị.
đó là những bậc làm con đã sửa chữa lỗi lầm của tiên phụ, trở thành những bậc đại hiếu để tiến thơm muôn đời như thánh nhân đã dạy. Tô Triệt đã biết Triệu Hú lên ngôi lúc mới 10 tuổi, 9 năm nay việc gì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu, nhất định y thầm phẫn nộ trong lòng, quyết ý muốn hủy những chính sách của bà để quay về chính sách của đời Thần Tông, để tỏ lòng hiếu thuận với phụ thân. Do đó Tô Triệt mới đem chuyện đại hiếu của thánh nhân ra mà khuyên can hoàng thượng. Triệu Hú lớn tiếng hỏi: Hán Minh Đế theo đạo thuật thì đã có gì là không tốt? Ngươi đem Hán Võ Đế mà so với Tiên Đế thì có dụng ý gì? Phải chăng là công nhiên phỉ báng? Hán Võ Đế với binh đại bại để chết hết quân lính, cuối đời đã hạ chiếu, tự phê phán mình, tự trách cứ nặng nề những hành vi quan đường. Đó là một ông vua bị hậu thế chê cười, sao ngươi dám đem ra so sánh với Tiên Đế? Y càng nói, thanh âm càng nghiêm khắc, sắc mặt cũng biến đổi. Tô Triệt dập đầu lia lịa rồi bước ra khỏi điện, quỳ trước sân để chờ xử tội, không dám nói gì nữa. Rất nhiều đại thần cùng nghĩ: Tiên Đế thi hành biến pháp đã làm cho trăm họ ngày đêm hoảng hốt, so ra còn tệ hơn Hán Võ Đế nhiều. Nhưng bá quan đều sợ hãi, không ai dám nói câu nào, cũng không ai dám năn nỉ dùng Tô Triệt. Bỗng thấy một vị đại thần đầu tóc bạc phơ rẽ mọi người đi ra, chính là Phạm Thuần Nhân. Ông chậm rãi nói: Xin bệ hạ bớt giận, Tô Triệt nói năng có điều thất thấu, cũng chỉ vì y một kẻ trung thành với bệ hạ. Bệ hạ mới lên nhấp chính, đối với đại thần nên giữ lễ. Người ta đã có câu: Tần Hoàng Hán Võ, vậy Hán Võ Đế cùng tàn bạo như Tần Thủy Hoàng, y nói vậy còn chưa vô đạo hay sao? Tô Triệt chỉ nghĩ luận về thời thế cùng sự việc, chứ không so sánh về con người. Triệu Hú nghe Phạm Thuần Nhân giải thích mới nguôi giận, quát lên: Tô Triệt vô đây! Tô Triệt từ trong sân trở vào điện, không dám đứng ở chỗ cũ mà quỳ sau hết thảy quần thần, lên tiếng: Hạ thần biết mình đắc tội với bệ hạ, xin nhận trách phạt. Hôm sau có chiếu chỉ giáng chức Tô Triệt làm Đoan Minh Điện học sĩ kim Tri Châu Nhữ Châu, biệt phái tể tướng đi làm một quan châu nho nhỏ. Động tĩnh của quần thần Nam Triều đều được thám tử nước Liêu phi báo về Thượng Kinh rất nhanh. Liêu Chúa là Gia Luật Hồng Cơ được tin Thái Hoàng Thái Hậu Nam Triều đã chết. Hoàng đế Triệu Hú còn nhỏ tuổi đã giáng chức đại thần, thi hành biến pháp thì vô cùng mừng rỡ nói: Chuẩn bị xa giá để ta xuống Nam Kinh thương nghị với Tiêu Đại Dương. Gia Luật Hồng Cơ lại nói: Bọn thám tử Nam Triều ở Thượng Kinh không phải là ít, nếu chúng biết ta đến Nam Kinh chắc chắn sẽ chú ý đề phòng, vậy phải giảm bớt số quân trị theo ta, lập tức lên đường, không cần phải báo trước cho Nam Diện Đại Dương nữa. Liêu Chúa dẫn 3.000 giáp binh lập tức xuôi nam, lại nhớ đến cái loạn Sở Vương ngày trước, bèn giao cho chính hoàng hậu là Tiêu Thị thống lãnh binh quyền lưu lại giữ Thượng Kinh. Liêu Chúa lại cắt ra 5 vạn binh mã theo hộ tống, nhưng để đi sau. Ngày mà Liêu Chúa đến ngoài thành Nam Kinh thì Tiêu Phong đang đem hơn 20 kỵ binh đi săn bắn. Ông được tin Liêu Chúa đột ngột đến Bắc Kinh, liền rủi ngựa tiến về hướng Bắc để nghênh tiếp. Vừa thấy cờ trắng lộng vàng ở phía xa, Tiêu Phong đã xuống ngựa, lật đật chạy lại bái phục dưới đất. Các bạn thân mến, như vậy ý kiến của Tiêu Đạt Vương như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.